Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Showbiz số 14 của tác giả Tam Cảo Học Sinh. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 447, Đôi mắt của kỳ nhân. Team editor Cu Ly ẩn danh. Người mù mỉm cười nói với tôi: ta không có mắt, nhưng ta có thể mượn mắt của người khác để quan sát thế giới này. Tôi nghe không rõ cho lắm nên hỏi lại: có phải ý của người là tuy người không có mắt nhưng lại có thể nhìn thấy hình ảnh trong mắt người khác không? Đúng vậy. Để tìm kiếm điểm cao nhất của sơn trang này, ta đã phải kiểm tra hình ảnh mà tất cả các cao thủ khác từng thu được vào mắt. Vừa nghe đến đây, tôi liền khiếp sợ, đồng thời cùng âm thầm bồi phục cái tên mù này. Cổ nhân có câu: người làm việc lớn, bên cạnh không thiếu kỳ nhân dị sĩ. Người mù này chính là một kiểu kỳ nhân dị sĩ như vậy. Đương nhiên lòng hiếu kỳ của tôi không chỉ có thế. Vậy rốt cuộc người làm thế nào mà tìm được điểm cao nhất đây? Người mù lại cười đáp: ta mượn một đôi mắt chim ưng, nhàn rỗi bay lượn một vòng trên sơn trang, sau 30 giây thì phát hiện được vị trí kia. Ây da, ngươi còn có thể mượn được mắt của động vật sao? Tất cả mọi người trong phòng đều ồ lên kinh ngạc. Những người này đều là cao thủ, nhưng chưa từng nghe nói đến chuyện có thể dùng mắt động vật để theo dõi. Tôi cảm thấy phải cố gắng lợi dụng bản lĩnh của cao nhân bồ này. Nó có thể là chìa khóa để đánh bại lão già quỷ quyệt kia. Người mù rất tôn kính nói với tôi: mặc dù ta bị mù, nhưng ta có thể nhìn thấy tất cả sự vật trên thế giới. Nếu muốn bay trên bầu trời, ta sẽ mượn mắt của loài chim. Khi phải chạy trốn trong rừng, ta sẽ mượn mắt cọp. Ngay cả khi muốn theo dõi người nào, ta cũng có thể dùng mắt của chính họ để dò thám. Có thể nói, loại chuyện như thế này cực kỳ bí mật. Tuyệt kỹ của bản thân luôn là thứ không thể dễ dàng nói cho người khác biết được. Dù sao, cũng là cần câu cơm của mình. Giống như mèo dạy hổ sự đời, sẽ vĩnh viễn không dạy cho hổ biết một chiêu cuối cùng là leo cây. Tôi phất tay với những người còn lại trong phòng, ra hiệu để bọn họ lánh đi. Khi chỉ còn lại tôi và người mù kia, tôi nhẹ giọng hỏi hắn: người tên là gì? Ta là Nguyên Xế. Nguyên Xế? Xế là khóe mắt sao? Tôi lẩm bẩm cái tên này, cảm thấy là lạ, lại hỏi hắn: ngươi còn bằng hữu nào khác hoặc là sư huynh sư đệ gì không? Nguyên Xế đáp: còn một sư đệ là Nguyên Nhai. Nhai Xế, hai chữ này ghép lại không phải là làm cho người ta liên tưởng đến đứa con thứ bảy của dòng ư? Không có ý xúc phạm, chỉ là vật kia tượng trưng cho sự hung hăng khát máu, có thù tất báo hay sao? Nguyên Xế đoán ra ý của tôi, liền ôn hòa giải thích: đây là tên mà sư phụ ban cho huynh đệ chúng ta. Sư phụ cả đời làm người tốt, kết quả lại phải chịu sự sỉ nhục cả đời. Trước khi ông chết, hai huynh đệ của chúng ta đều luôn túc trực bên giường. Ông đã tự mình sửa lại tên cho chúng ta, để cho chúng ta là Nhai Xế. Ý của sư phụ các ngươi chính là luôn phải mở to mắt ra, nhìn rõ thế sự, có thù tất báo, không ai có thể đắc tội các ngươi, có đúng không? Nguyên Xế lắc đầu nói: ý tứ của sư phụ đến giờ ta cũng không hiểu. Bất quá có thể khẳng định, ông muốn chúng ta không lại làm người tốt để rồi bị oan uổng, ôm mối hận mà chết như mình vậy. Sư đệ của ngươi bây giờ ở đâu? Ngươi có thể liên lạc với hắn hay không? Hắn có bản lĩnh đặc biệt gì không? Quê Xế thẳng thắn đáp: sư đệ của ta cũng bị bắt đến nơi này. Nếu ngươi muốn gặp hắn thì để ta gọi hắn tới. Hắn cũng giống ta, là một người tàn tật, hắn bị điếc. Tôi đồng ý, vậy thì mời người đến đi. Người mù bèn truyền lời cho người khác, gọi một người tên Nguyên Lãng tới đây. Tôi ngạc nhiên sau khi người truyền lời kia rời đi, lại tò mò hỏi: sư đệ của ngươi không phải tên là Nguyên Nhai à? Nguyên Xế thật thà đáp: Nguyên Nhai, Nguyên Xế là tên mà sư phụ đã ban cho chúng ta, là tên thật, người bình thường không biết được. Đối với bên ngoài, chúng ta dùng tên giả, ta gọi là Nguyên Minh,
mà hắn gọi là Nguyên Lãng. Vậy tại sao người lại nói tên thật của các ngươi cho ta biết? Tôi tin Nhai Xế mới là tên thật của bọn họ, dù sao đây cũng là tên mà sư phụ của bọn họ ban trước khi chết. Làm người hiếu thuận, gia đình sẽ nghe lời sư phụ. Nguyên Xế Mù đáp, bởi vì ta tin ngươi. Nghe vậy, tôi mỉm cười với hắn, nói, chỉ vì ta cứu tất cả mọi người, để người tiền tin tưởng ta vô điều kiện sao? Người mù lắc đầu, ta đang dùng chính đôi mắt của ngươi để thăm dò. Ánh mắt của ngươi nhìn ta đầy lòng trắc ẩn, nhân từ và sự cảm thông, thay vì sự chế giễu, hèn mọn hay khinh thường. Tôi hơi kinh ngạc, hóa ra trong lúc vô thức tôi đã bị người mù này do thám qua. Thế mà tôi lại không hề có cảm giác gì cả. Loại dị thuật này thực sự rất kỳ diệu. Chỉ trong lát sau, một người vóc dáng gầy gò tương tự như người mù bước vào. Tôi cười hỏi người mù, đây hẳn là Nguyên Nhai. Người kia hơi giật mình, sau khi đưa mắt hỏi thăm người mù mới gật đầu đáp ứng, đúng, ta chính là Nguyên Nhai. Hắn không nói lời nào còn đỡ, hắn vừa cất lời tôi liền cứng đờ người luôn. Đây không phải là một người điếc sao? Tại sao hắn có thể nghe thấy lời của tôi chứ? Người mù cười híp mắt, quay sang nhìn tôi, giải thích. Đừng quá kinh ngạc, tiểu đệ cũng dùng bí thuật giống ta. Có điều hắn là mượn đôi tai của tất cả mọi người. Hắn có thể nghe được tiếng bay lượn của đại bàng trên bầu trời, cũng có thể nghe được âm thanh của cả cá voi dưới đáy biển kìa. Nói thật lòng, Lý Minh bố tôi ngày hôm qua đã được mở mang kiến thức một phen. Kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ thực sự không ít. Những người có bản lĩnh như thế này đúng là vô cùng hiếm gặp. Nguyên Xế, người hỏng hai con mắt lại có thể nhìn thấy tất cả sự vật trên thế gian. Nguyên Nhai, người hỏng hai bên tai lại có thể nghe được âm thanh của cả thiên hạ. Tôi vô thức đập tay lên bàn, trong lòng thầm nhủ, đây còn mẹ đó không phải là Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ trong truyền thuyết hay sao? Đứng cao nhân này đến, chính là ông trời đang giúp tôi rồi. Lần này khẳng định có thể đánh bại được lão già kia. Tuy hai người họ trên danh nghĩa không phải là Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ thuật sự, nhưng dị thuật mà họ sử dụng cũng tương đương với loại năng lực đó. Tôi bèn phân phó mọi người ở đây, hãy cố gắng chiêu cố tốt các huynh đệ này. Ta có đại sự muốn làm, rất cần bọn họ hỗ trợ. Những cao thủ còn lại nghe thế vậy, ngay lập tức nhường ra chỗ tốt nhất cho hai người kia. Tôi nói, Nguyên Giấy, Nguyên Nhài, hai người các ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt. Tối này ta có chuyện quan trọng, hy vọng hai vị có thể hỗ trợ. Nguyên Giấy cười, võ thần à, ngài cứ gọi ta là tên mù đi. Cả đời này ta quen bị người ta gọi là tên mù rồi. Bỗng nhiên được nghe tên Nguyên Xế có chút không quen. Nguyên Nhai cũng cười nói theo, ta cũng giống vậy. Vì ta bị điếc, mọi người ai cũng nghĩ ta không nghe được, cho nên lúc nào cũng gọi ta là thằng điếc. Nghe vậy, trong lòng tôi bất giác nổi lên một trận khó chịu. Thấy vẻ mặt bối rối của tôi, Nguyên Xế nói, người cứ gọi ta là tên điếc đi, tên mù đi, bọn ta nguyện ý được gọi như vậy, không có vấn đề gì. Cuối cùng tôi đành gật đầu, nói, được, như vậy ta tôn trọng ý nguyện của các ngươi. An bài xong cho hai người bọn họ, tôi rời đi. Đầu tiên là đi dạo một vòng trong tiểu đảo, sau đó lại quay lại Sơn Trang, tập hợp tất cả các nhân viên lại một chỗ, hỏi, trong các ngươi, ai là người chịu trách nhiệm nơi này? Ví dụ như chọn mua đồ ăn, quản lý Sơn Trang. Một ông già bước ra từ giữa, nhìn rất có khí thế, trả lời, là ta. Tôi hỏi ông ta, lão già kia chết rồi, không có người thừa kế, cũng không có gì ngôn, như vậy các ngươi cứ sống yên lặng như thế này mãi sao? Người kia đáp, đây là mệnh lệnh của lão già nhà chúng ta. Sau khi ngài chết, tất cả mọi việc trong Sơn Trang vẫn diễn ra như bình thường. Mặc kệ trong Sơn Trang có bao nhiêu người, đều phải cố gắng chủ cấp. Tôi cười gằn trong lòng, lão già này quả nhiên là đã sớm có âm mưu. Trong khoảng thời gian này cũng không biết lão ta đã biến đi đâu, đang bận bày trò gì, nên khẳng định là sắp khiến cho toàn bộ chúng tôi phải chết ở chỗ quỷ quái này rồi. Tôi đương nhiên sẽ không chờ chết. Bất quá
Tôi cũng không muốn làm khó những nhân viên phục vụ của Sơn Trang. Họ cũng chỉ là người làm công, kiếm tiền nuôi sống bản thân mà thôi. Hơn 11 giờ đêm, tôi đi tới nơi cao nhất trên núi. Do đêm lạnh lẽo thổi ào ạt, luồn vào trong tay áo, cổ áo của tôi, khiến cho tôi rùng mình từng đợt. Tôi siết chặt quần áo, hai tay khoanh trước ngực, nhìn về phía bờ biển. Cát Ngọc nói tôi phải chờ ở đây đúng 12 giờ đêm nay. Sẽ có một con hải âu mang một trái tim bay đến. Tôi phải chắc chắn bắt được trái tim này. Đó là Cát Ngọc. Như vậy nàng mới có thể đưa tôi đi khỏi đây. Mặc kệ thế nào, tôi luôn tin tưởng Cát Ngọc. Thời điểm đến 12 giờ đêm, gió biển đã dịu lại, không còn thổi lớn như lúc trước. Tôi vẫn đang trợn trừng mắt nhìn vào bóng tối trên biển, chỉ nghe sóng nước từng trận vỗ vào đá ngầm. Trước sau vẫn không thấy bóng dáng của một con hải âu nào. Ngay khi tôi sắp hết kiên nhẫn thì chợt thấy thấp thoáng có một đôi cánh trắng hiện ra trong bầu trời đêm. Nó đang chậm rãi bay về phía tôi, trên hai chân đang cắp một thứ màu đỏ. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 448. Xung quanh rất nhiều cao thủ. Team editor Cô Ly ẩn danh. Hải âu, đó chính là hải âu. Đôi chân của con hải âu đang cắp chặt lấy một trái tim. Trái tim kia vẫn còn đang đập liên tục từng hồi. Đợi đến khi chim hải âu bay đến trước mặt tôi, nó liền nhẹ buông lỏng móng vuốt. Trái tim kia rớt vào trong lòng bàn tay. Nhìn quả tim đang đập mạnh mẽ, cả biến nhịp tim đã mất từ lâu này lại tràn ngập thân thể của tôi. Không sai, chính là loại cảm giác này. Quả tim này là trái tim chân chính của Liêu Minh Bố tôi đây. Khi còn trong địa thất, Cát Ngọc đã đào trái tim của tôi ra, giúp tôi bảo quản nó. Bây giờ tim đã đến đây mà Cát Ngọc lại không thấy đâu. Tôi có chút không rõ. Trong lúc tôi còn đang nâng quả tim kia ngơ ngác thì con chim hải âu ban nãy lại quay trở lại. Nó lao thẳng một đường đâm vào quả tim trên tay tôi. Đợi lúc sắp xảy ra va chạm thì một luồng sáng trắng lóe lên, con hải âu biến mất, đồng thời quả tim cũng không thấy đâu nữa. Một trận gió lạnh lùa vào phía sau lưng tôi. Thanh âm của Cát Ngọc theo gió bay đến. À bố, lạnh không? Tôi quay đầu nhìn lại. Cát Ngọc mặc một bộ đồ váy trắng như tuyết đang đứng phía sau. Tôi vội ôm nàng vào lòng, dùng sức kề chặt một cái, nói: anh không lạnh, không lạnh một chút nào cả. Trong lòng tôi vô cùng cảm động. Đầm rồng hang hổ, cuối cùng cũng có người con gái thân yêu nhất tới cứu tôi. Suy nghĩ kỹ một chút, Liêu Minh Bố tôi thật khốn nạn. Cát Ngọc tốt như vậy, tại sao tôi còn có tâm tư với nữ cảnh sát chứ? Có điều ngẫm lại, kỳ thực ban đầu tôi đâu có chút cảm giác nào với nữ cảnh sát. Tôi vẫn luôn khắc chế chính mình, chính bởi vì nữ cảnh sát chặn đòn tấn công của quỷ vương ngày hôm đó. Cũng bởi nàng đã đổi mạng vì tôi thì tình cảm mới dần nảy sinh. Bất quá tất cả đều trong phạm vi khống chế của tôi. Tôi và nữ cảnh sát vẫn chưa phát sinh bất cứ quan hệ gì. Tôi cũng không có ý định phát sinh bất cứ chuyện gì với nàng. Có một số người không thể ở bên nhau cả đời, nếu vẫn có thể đặt trọn tâm tình cho người đó cả một đời. Cát Ngọc vươn bàn tay trắng nõn ra am lên gò má của tôi. Hơi thở của nàng thơm như hoa lan. Nàng thỏ thẻ nói: à bố à, anh gầy đi nhiều quá. Tôi đặt tay lên tay của Cát Ngọc, thì thầm với nàng: sao em lại dám tới đây? Anh đã có cách trốn thoát rồi, mấy hôm nữa sẽ tiến hành đại phản công ngay. Cát Ngọc đi cùng tôi xuống núi, trở lại Sơn Trang. Trên đường đi, nàng nói: mấy ngày trước mẹ nuôi dùng bí thuật liên hệ với em, nói bà nhớ em, muốn em quay lại về thăm bà. Em liền nghe lời trở về thôn. Sau đó thì sao? Mẹ nuôi nói với em bà đã cho anh một đôi mắt mèo nhìn được ban đêm, Cát Ngọc đáp. Tôi ừ một tiếng: đúng vậy, là bà ta giúp anh mở mắt mèo, cho anh biết luôn có rất nhiều người đang theo dõi anh từ trong bóng tối. Cho đến giờ anh vừa luôn không nắm chắc được đến tột cùng là ai đang giám sát anh. Có thể là quỷ vương, cũng có thể là một thế lực nào đó, cũng có khả năng là rất nhiều thế lực đang liên kết lại với nhau, Cát Ngọc nói.
mẹ nuôi đã dùng cỏ khô bấm đốt ngón tay tính toán cho anh, ước đoán anh sẽ còn gặp nhiều phiền toái, sẽ bị cướp mất thứ gì đó, cho nên để em tới cứu anh. Cứu như thế nào đây? Kỳ thực tôi vẫn rất tò mò vấn đề này. Cát Ngọc trả lời: em không biết nữa. Mẹ nuôi nói chỉ cần em đến đây đi theo anh thì có thể cứu được anh ra ngoài. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Tôi rất khó tin, cảm giác hình như mình nghe lầm ở đâu. Cát Ngọc gật đầu, giọng điệu rất là khẳng định. Tôi thấy mình hồ đồ rồi. Trong hồ lô của bà Phùng rốt cục là giấu thứ gì đây? Cứ thế đưa Cát Ngọc đến đây, cô không nói thêm điều gì, chỉ cần theo tôi là có thể cứu tôi ra ngoài. Đúng là ẩn giấu qua nhiều điểm kỳ quái. Khi trở về đến Sơn Trang, tôi cố ý an bài Cát Ngọc ở một nơi tách biệt. Tôi cũng mơ hồ phát hiện ra cặp nữ hầu kia đang coi tôi thành chủ nhân của bọn họ. Tôi sai các cô ấy làm gì thì họ liền làm cái đó. Hơn nữa còn rất nhiệt tình tiếp đón những cao thủ võ thần khác, chu cấp cho họ đồ ăn và phòng ở. Đặc biệt là khi đến giờ dùng bữa hàng ngày, cặp nữ hầu đều sẽ đi thông báo cho từng người cùng đến nhà hàng ở Sơn Trang để ăn cơm. Nói là nhà hàng, thực ra chính là một căn biệt thự được bố trí riêng biệt làm nhà ăn riêng mà thôi. Nơi mà lão già kia lưu lại quả thực xa hoa như của tầng lớp quý tộc vậy. Sau khi hai nàng hầu an bài chỗ nghỉ cho Cát Ngọc xong xuôi, tôi hỏi họ: lão già kia chết rồi, lại tái sinh rồi, các người có biết không? Hai nàng đáp: chúng ta đều biết. Tôi lại hỏi: ta và lão già kia có xích mích, tại sao các ngươi vẫn đối đãi với ta như tân khách vậy? Đây là do lão già chúng ta phân phó thôi. Khi ngài chết vẫn muốn chúng ta cư xử tốt với ngươi, để ngươi ở đây sống thời gian một tháng trở lên. Hai nàng hầu chậm rãi trả lời. Tôi nghĩ nghĩ cũng đúng, lão ta đâu có thiếu tiền. Đến kế hoạch Apollo thám hiểm mặt trăng lão còn tham gia được. Hơn nữa Hoa Kỳ là nước đầu tiên lên đến mặt trăng, có trời mới biết bọn họ phát hiện ra thứ đồ gì. Thông tin trên TV hay mặt báo đều thể hiện rất là cởi mở với mọi người, ví dụ như hoàn cảnh sống trên mặt trăng, hố thiên thạch, vân vân. Nhưng nếu lão già lấy được năng lượng đen thì dĩ nhiên không thể công bố thứ đồ chơi này cho đại chúng biết được. Đây là bí mật quân sự. Một đời này lão già có thể thiếu thứ gì, chứ không thể thiếu tiền. Chúng tôi ở lại Sơn Trang của lão, dù tiêu xài thoải mái, với lão mà nói chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Tôi đến, tôi về lại phòng nghỉ của Cát Ngọc, ôm lấy tấm lưng trắng nõn thơm tho của nàng, sung sướng ngủ cả một đêm. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi mới lại được ngửi mùi hương trên cơ thể của Cát Ngọc để ngủ thiếp đi. Loại cảm giác này vô cùng đẹp đẽ, sung sướng. Tôi ngủ vô cùng ngon. Sáng hôm sau, tôi đi tìm Nguyên Xế và Nguyên Nhai. Vừa gặp mặt, bọn họ đã hỏi: à bố võ thần, không phải người nói đêm qua có việc cần chúng ta sao? Tôi nói: à, thực ra ta sợ không tìm được điểm hẹn, không gặp được người cần gặp, để mới cẩn thận nói trước với các ngươi một tiếng. Không nghĩ tới sự tình tiến triển rất thuận lợi. Hai người gật đầu ra vẻ đã hiểu. Tôi lại nói: bây qua bây giờ ta thật sự có việc muốn nhờ hai người đây. Người sấy mù hỏi: chuyện gì vậy? Tôi nói: người mù, người điếc, hai người hay dùng bí thuật của mình sàng lọc qua tất cả những người tồn tại trên đảo này. Nếu có thể thì kiểm tra luôn cả động vật nữa, để xem có thể tìm thấy chủ nhân của Sơn Trang này hay không. Đó là một lão già rất già, cầm gậy đầu hiêu. Hai người ừ một tiếng, sau đó bắt đầu ngồi vào chỗ của mình. Còn nói với tôi: à bố võ thần, việc điều tra qua tất cả mọi người rất hao tổn tâm sức, hy vọng người có thể đi dặn dò, không để ai quấy rầy chúng ta. Tôi đồng ý. Tìm hai cao thủ nhìn qua rất lực lưỡng, để bọn họ canh giữ ở cửa, bất luận là ai đến đều phải chờ. Sau khi Nguyên Xế và Nguyên Nhai ổn định, người mù nhắm chặt mắt lại, người điếc cũng đem tai của mình khép kín lại. Lỗ tai của hắn nhìn qua thì không khác gì của người thường, vậy mà có thể tự động đóng mở, làm tôi hơi giật mình. Ban đầu người mù sắc mặt rất thản nhiên, còn người điếc thì lại nghi hoặc. Một lát sau lại biến thành người mù sắc mặt nghi hoặc, còn người điếc
thì trở lại bình tĩnh. Đại khái trải qua mười mấy phút, mặt của người mù trở lên đỏ ửng. Cô không biết hắn đã nhìn thấy cái gì, chỉ thấy hắn nhíu chặt mày lại như đang cố gắng chịu đựng. Lúc sau thì mặt hắn không còn đỏ nữa. Tôi sợ hết cả hồn, cho rằng người mù bị tàu hỏa nhập ma rồi. Có kém nước giơ tay đánh thức hắn, có điều vẫn cố gắng nhìn xuống. Người ta đã dặn mình không được làm phiền mà. Nửa giờ sau, hai người bọn họ đồng thời thức tỉnh. Người mù nói, trên đảo ngoài trừ hơn 300 võ thần, còn có hai người phụ nữ bên người A Bố võ thần. Nhưng người này coi như là cùng phe với chúng ta. Tôi hỏi, trừ phe ta còn có những ai nữa? Người điếc nói, tiếng người qua huyền náo, ta không thể xác định được rõ ràng, cứ để người mù thông báo đi. Người mù lại nói, những người còn lại trên đảo tổng cộng hơn 600, đại đa số là người phục vụ, đầu bếp, người làm vườn. Nhìn bộ dáng của bọn họ thì không phải là cao thủ. Vừa nói xong thì người điếc ở bên cạnh xua xua tay, không, nếu chỉ dựa vào ngoại hình mà phán xét thì sai 10 phần rồi. Tôi cùng người mù để mau chóng hỏi tại sao. Người điếc giải thích, tuy ta không nhìn được tướng mạo cùng bề ngoài của bọn họ, nhưng từ tiếng thở cùng với nhịp điệu nói chuyện, ta phát hiện ra nơi đây ẩn giấu một nhóm cao thủ, cảnh giới của bọn họ cực kỳ cao. Tôi giật mình hoảng hốt, trong nhóm những người phục vụ kia còn có cả cao thủ ẩn mình sao? Người có chắc chắn nhóm cao thủ này không phải người của phe ta không? Người điếc khẳng định nói, chắc chắn không phải. Ta chính là kiểm tra qua lỗ tai của tất cả mọi người một lần, nghe qua từng nơi một, những người kia ta đại loại trừ đi rồi. Ngoài trừ chúng ta ra, vẫn còn rất nhiều cao thủ khác. Tôi quay lại nhìn sang người mù hỏi, người có bỏ sót ai không? Đúng rồi, tại sao lúc đó mặt của ngươi lại đỏ? Ngươi đã thấy cái gì? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 449, Nhất Đao Chạm. Team editor Cù Ly ẩn danh. Người mù ấp úng mất một lúc rồi mới nói, lúc ấy vừa vặn nhìn thấy hai cô gái đang tắm, đó hẳn là nhân viên của sơn trang này. Tôi ổ lên một tiếng cười, vận may của ngươi rất tốt nha. Người mù nghe lời trêu chọc của tôi, sắc mặt liền đỏ ửng. Bất quá một lát sau, hắn ta giật mình nói tiếp, thực ra ta vừa phát hiện hai nàng kia đang tắm liền rời mắt đi ngay. Ta sợ bên trong nhà tắm này vẫn còn những cô gái khác để đà không kiểm tra lại. Bây giờ nhớ tới, ta nghi ngờ có lẽ đã bỏ sót không ít người bên trong đâu. Tôi và người điếc liếc mắt nhìn nhau cùng gật đầu, rất có khả năng khu vực mà người mù bỏ qua chính là nơi mà lão già kia đang trốn. Chỗ đó ít nhất phải có suối nước nóng hoặc là nhà tắm hơi gì đó. Manh mối này rất quan trọng. Tôi nói với người mù, người mau kiểm tra xung quanh nhà tắm hơi kia, đừng để ý chuyện lỡ nhìn thấy những cô gái khỏa thân. Người đang điều tra đại sự, càng cô ấy cũng không biết người đang có việc quan trọng mà. Người mù trợn mắt ngạc nhiên tột độ, xem ra hắn là người cổ điển, tuổi tác cũng lớn, là người đàn ông phong kiến truyền thống. Chuyện nhìn lén phụ nữ tắm như vậy phòng trừng hắn chưa từng làm, cũng không muốn làm. Bất quá đó là mệnh lệnh của tôi, cho nên hắn ta cũng không dám thoái thác, tiếp tục điều tra. Tôi lại nói với người điếc, người hãy phối hợp với người mù tiếp tục điều tra khu vực mà người phát hiện ra có nhiều cao thủ kia. Người điếc cũng ừ một tiếng, ngay lập tức nhập thần. Lần này đã khoanh vùng được khu vực cần điều tra, cho nên chỉ cần 3 phút hai người đã mở mắt ra. Người điếc lên tiếng trước, không thấy những cao thủ kia đâu nữa. Người mù cũng nói, hiện tại không còn ai ở chỗ kia. Nếu người mù không tìm được mắt của người khác để mượn thì cũng không thể điều tra được khu vực kia nữa. Nói cách khác, trên đảo bây giờ đã xuất hiện một điểm mù, là ở nhà tắm hơi đó. Tôi hỏi người mù, nhà tắm hơi kia ở đâu? Người mù nói, trong lúc điều tra ta đã mượn qua quá nhiều con mắt. Ngươi để ta suy nghĩ một chút đi, để ta tìm đường trước rồi nói với ngươi. Đại khái nửa giờ sau, người mù đưa ra đề nghị, à bố võ thần, ta có thể nhờ ngươi một chuyện không? Tôi gật đầu, ngươi cứ nói.
Người mù sai người mang đến giấy, sau đó mới lên tiếng: "À bố, ngươi chỉ cần nhìn vào giấy, ta sẽ mượn mắt của ngươi vẽ ra bản đồ của nơi này cùng với sơ đồ bố trí tỉ mỉ từng nơi của sơn trang." Tôi liền đồng ý, để mắt của mình nhìn thẳng vào tờ giấy trắng trên tay của người mù, mà khuôn mặt của người mù đang hướng thẳng về phía trước. Tay trái để lên giấy, tay phải nhanh chóng phác họa. Loại cảm giác này vô cùng kỳ quặc. Tôi nhìn chằm chằm vào người mù hồi lâu. Người mù bật cười nói: "À bố võ thần, ngươi vẫn là nhìn vào tờ giấy đi. Ngươi nhìn ta mà nói, ta không thể vẽ bản đồ tiếp được đâu." Tôi vội vàng ồ lên một tiếng, hướng ánh mắt về phía tờ giấy. Tầm nhìn của tôi giờ phút này chính là tầm nhìn của người mù. Hắn ta vẽ rất đẹp, miêu tả cực kỳ chính xác. Chờ hai tiếng, để lúc cổ tôi cứng đến phát đau rồi, một tấm bản đồ hoàn mỹ đã được hoàn thành. Vừa đưa bản đồ cho tôi, người mù vừa nói: "Ta đã mượn mắt của hơn 1.000 người và cả Hải Âu, chim sẻ. Tỷ lệ của bản đồ này là 1 trên 1.000. Tôi xin bái phục. Người mù hoàn toàn có thể làm kiến trúc sư luôn. Bản lĩnh thật đáng kinh ngạc. Có tấm bản đồ này, tôi không còn là con chuột trắng nhỏ bị nhốt trong cúi chèn nữa." Xác định vị trí mình ở trên bản đồ là hướng đông nam, cách bờ biển không xa, mà sơn trang kia ở vị trí trung tâm. Muốn tới đó thì tôi cần đi về phía tây bắc. Người mù còn cố ý đánh dấu rõ ràng vị trí nhà tắm hơi kia ở hướng đông bắc của nơi này, cách chỗ tôi hơi xa. Vừa rồi người mù và người điếc đã thăm dò qua một loạt, hầu như đã đem tất cả địa phương đều khám xét qua. Chỉ duy nhất có một điểm mù, chính là cái nhà tắm hơi đó mà thôi. Cô không biết nơi đó ẩn giấu bao nhiêu cao thủ. Tôi dặn dò người phục vụ chăm sóc thật tốt cho những người mù cùng người điếc, sau đó rời khỏi phòng của bọn họ, rồi liên hệ với những người đứng đầu trong danh sách võ thần. Bất quá từ đệ ngũ trở lên toàn là cao thủ tuyệt thế, không ai để bị bắt. Mạnh nhất chỉ có mấy người đốt tấn âm dương song sát mà thôi. Và nghe hẹn gặp được bọn hắn, tôi liền nói: "Ta cần phải đi kiểm tra một nơi, cần các ngươi trợ giúp. Có thể thoát khỏi nơi này hay không phải nhờ đến sự đoàn kết của chúng ta." Tôi chụp một cái mũ lớn là đoàn kết cho tất cả mọi người. Nếu như có ai không muốn làm thì chính là thiểu số chống lại đa số. Bất quá tôi có chút cả nghĩ rồi, danh vọng của tôi hiện tại không phải cao bình thường mà là rất cao. Đô tấn và âm dương song sát vừa thấy tôi đã một mực cung kính nói: "Chúng ta sẵn sàng đi cùng ngươi." Nếu như vậy thì đúng là quá dễ dàng rồi. Tôi chọn ra 3 cao thủ đi cùng mình tới nhà tắm hơi. 2 trong số đó dĩ nhiên là Đốt Tấn và Âm Dương Song Sát. Người còn lại, nói thật lòng, tôi cũng không tìm được tên hắn trên danh sách võ thần. Nhưng hắn có kỹ năng giống như của tháp sắt, thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Hắn cao trên 2 mét, sinh ra đã là người lưng hùm vai gấu. Ngoài ra, thứ hấp dẫn sự chú ý của người khác chính là đôi tay của hắn. Chúng vô cùng thô ráp, tăng trưởng cơ bắp không kiểm soát được. Trên đường đi tôi hỏi hắn: "Người tên là gì?" Hắn nói: "Nhất Đao Chạm." Tôi hơi giật mình nhưng vẫn là gật đầu khen: "Tên rất hay." Có điều Đốt Tấn và Âm Dương Song Sát bên cạnh lại đồng thời khịt mũi hô lên: "Ấu chị." Nhất Đao Chạm chỉ im lặng không phản ứng gì. Dù sao Đốt Tấn và Âm Dương Song Sát cũng là võ thần đứng trong top 10 của võ thần bảng, bản lĩnh cách hắn rất xa. Tôi cười vỗ vai của Nhất Đao Chạm hỏi: "Tại sao ngươi lại lấy danh xưng này?" Nhất Đao Chạm nói: "Khi còn trẻ ta làm nghề mổ heo, chỉ cần một đao, không cần biết là heo lớn như thế nào, một đao chạm một đòn chết luôn, cho nên hàng xóm láng giềng xung quanh đều gọi ta là Nhất Đao Chạm." Tôi nghe vậy cười ha ha nói: "Tên hay, tên nghe rất hay. Nếu như người không phiền, ta còn có thể gọi ngươi là Bá Đao cho tiện được không?" Nhất Đao Chạm, cá nhân tôi cảm thấy cái danh này hơi tục, Bá Đao thì hợp hơn với ngoại hình và khí chất của hắn. Có cái tên Nhất Đao Chạm có lẽ sẽ hay hơn với một anh hùng hành tẩu giang hồ, chứ không phải một tên chọc tiết heo. Tên kia vừa nghe thì rất bất ngờ, hành diện nói: "Đệ nhất võ thần ban tên cho ta, ta đồng ý. Bá Đao, tên này đúng là rất hay."
Âm Dương song sắt xoay qua, dù mặt của người phụ nữ sau lưng mỉa mai: "Ôi đệ nhất võ thần, tên này chỉ là một kẻ đầu đất, tư chỉ phát triển mạnh một chút mà thôi. Ngày mang hắn đi, không sợ bị hắn trói chân mình sao?" Tôi có chút không vui, bởi vì con người của tôi ghét nhất chính là đấu tranh nội bộ giữa bằng hữu của mình. Cho nên tôi giận dữ phát tiết: "Ngươi nghĩ rằng ngươi rất mạnh mẽ sao? Một mình ngươi có thể đánh lại 10, 100 hay 1 vạn kẻ thù chắc?" Âm Dương song sát không lên tiếng. Tôi lại nói tiếp: "Là huynh đệ thì phải toàn tâm toàn ý trợ giúp người trong nhà. Một người có một tác dụng riêng." Âm Dương song sát cảm thấy tôi thực sự đã tức lên rồi, liền vội vàng xoay cái mặt đàn ông ra, cười giả lả: "À bố võ thần, con mụ kia thì biết cái gì? Ngươi đừng để ý đến à, đàn bà ấy mà, tóc dài hiểu biết ngắn." Tôi lại nói: "Ngươi cũng không cần đi hạ thấp phụ nữ. Kỳ thực hai người các ngươi đều là cao thủ, dung hợp lại một chỗ thì càng mạnh hơn. Điều ta muốn nói, các người có thể chế nhạo kẻ thù của mình, hoặc chế nhạo những người không có quan hệ gì với mình cũng được, chứ không thể chế nhạo huynh đệ một nhà." Âm Dương song sát không dám hò hè thêm gì nữa. Cứ như vậy yên tĩnh được mười mấy phút đồng hồ. Khi dừng chân nghỉ ngơi, bà Đào tới gần ấp úng nói với tôi: "Cảm ơn người." Tôi rất ngạc nhiên, còn có chút buồn cười. Một người to lớn hơn 2 mét mà lại chạy tới khum núm nói cảm ơn, thật khiến người ta cảm thấy khó tả. Tôi hỏi hắn: "Đúng rồi, sở trường của ngươi là gì? Có thể cho ta biết được không?" Bà Đào hẳn là không biết diễn tả thế nào, chỉ thốt ra ba chữ: "Ta mạnh mẽ." Tôi cười với hắn nói: "Ta có một người bạn, vóc người cũng tương tự với ngươi. Hắn cũng là một người mạnh mẽ, thể lực phi phàm." Bà Đào khẳng định: "Ta còn mạnh hơn hắn." Thấy hắn tự tin như thế, tôi liền nghi ngờ: "Tại sao? Cười hay chứng minh cho ta xem đi." Bà Đào hơi bất ngờ vì lời đề nghị bỗng dưng xuất hiện này, liền liếc mắt nhìn bốn phía, sau đó chỉ một con đồi nhỏ ở phía xa, nói: "Đi theo ta." Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 450, nguồn gốc của Địa Long, team editor, Cô Ly ẩn danh. Tôi đi theo Ba Đào tới chỗ ngọn đồi nhỏ. Hắn ước lượng, nhìn trái nhìn phải một lúc, cuối cùng tìm thấy một cây đa cổ thụ. Cây đa này có bán kính khoảng 50 cm, nên cũng biết ít nhất đã sống qua mấy trăm năm rồi. Tôi cười hỏi hắn: "Ngươi không phải là muốn bẻ gãy cái cây này đấy chứ? Thời cổ đại có lỗ chí thâm, một mình nhổ cây dương liễu để lấy tổ chim, thật lợi hại. Có điều cây đa này đường kính rất lớn, tôi không tin con hàng này có thể nhổ bật gốc của nó được." Thế vào mặt không tin của tôi, Ba Đào cười nói: "Cứ chờ đi, sẽ biết." Dứt lời, hắn thét lên hai tiếng, phun hai bãi nước bọt vào trong bàn tay, xoa xoa, rồi đi đến trước cây đa, nghiêng người cúi xuống ôm lấy thân cây. Chỉ thấy Ba Đào cắn răng, trừng mắt, mạch máu trên gáy nổi cuồn cuộn, cơ bắp trên thân thể đều phồng lên cực đại. Ây da! Đầu tiên, cây đa cổ thụ không hề nhúc nhích, nhưng chỉ trong chốc lát mà đất bắt đầu rung chuyển. Trên đất xuất hiện rất nhiều vết nứt kéo dài dưới đến chân tôi. Tôi vội vàng rụt lại phía sau, phát hiện ra dưới cây của cây đa này đã lan ra tới tận nơi này, đang bị Ba Đào rút lên từ từ, cũng đồng thời xơi lên từng tấc đất ở đây. Hiện trường nhìn qua giống như vừa xảy ra một vụ nổ lớn. Ba Đào từ từ lấy lại sức, vừa vặn Đốt Tấn và Âm Dương song sát cũng chạy lên đây, được chứng kiến toàn bộ màn đặc sắc này. Cây đa bán kính nửa mét đã bị Ba Đào mạnh mẽ nhổ bật cả gốc. Rễ của cây bị rút ra, làm lật lên một tảng đất khoảng chừng 10 mét vuông. Mọi người đều khiếp sợ không thôi. Đô Tấn và Âm Dương song sát thức thời không lên tiếng. Tôi nhìn hai người bọn họ nói: "Đây chính là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đo bằng đấu." Hai người kia vừa nghe liền đỏ bừng cả mặt, đương nhiên hiểu ý tứ trong lời của tôi. Cùng mày Ba Đào không chịu thua kém, hắn thể hiện một điểm sức mạnh này quả thật làm cho Đốt Tấn và Âm Dương song sát bị thuyết phục hoàn toàn. Hai người kia ở phương diện đánh nhau khẳng định là cao thủ đẳng cấp,
nhưng ở phương diện mạnh mẽ, thể lực thì không thể bị kịp với bá đạo được. Xong một màn này, mọi người lại lên đường chạy tới nhà tắm hơi kia. Tôi nhìn bá đạo bên cạnh đang mồ hôi nhễ nhại, chẳng biết vì sao lại nhớ tới bà Ấn đã từng chết ở trên tay tôi. Bà Ấn làm người cũng là một nhân vật đáng gờm, có điều chọn sai người. Nếu bà Ấn theo tôi, có lẽ đã có kết cục khác. Chỉ tiếc hắn đi theo Hỏa Vân Thường bảo chúa độc ác, cho nên không thể có kết cục tốt đẹp. Trong quá khứ có rất nhiều anh hùng, có người công thành danh toại, cũng có người ôm hận mà chết. Kỳ thực thành hay bại nói trắng ra cũng là do bọn họ chọn ai làm chủ nhân của mình. Người anh hùng dù có mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không sánh được với đại nhân vật kiến tạo nên bước ngoặt của lịch sử. Khi chúng tôi tìm tới nhà tăm hơi được đánh dấu trên bản đồ, nơi này đã vô cùng vắng lặng. Người phục vụ ở bên trong thấy chúng tôi tới, khách khí hỏi thăm đến nơi đây là có việc gì. Tôi sống ở Sơn Trang này có một thời gian rồi. Vào cái ngày mà lão già bị bệnh nguy kịch gọi tôi đến, đại đa số người làm công nơi đây đã nhìn thấy tôi, cho nên bọn họ không có biểu hiện gì là kinh ngạc. Tôi nói, không có chuyện gì, chỉ là đi dạo một chút thôi. Người phục vụ kia liền hỏi chúng tôi có muốn vào sông hơi hoặc là tắm rửa gì hay không. Hết thảy nước trong hồ đều là nước ấm vừa mới đổi, phòng tắm hơi bên trong cũng vừa được dọn dẹp một lần. Tôi liếc mắt nhìn Ba Đao, Đốt Tấn và Âm Dương Song Sát một cái rồi nói, tôi không cần, để lần sau đi. Ai biết Đốt Tấn và Ba Đao lại đồng thanh, cứ vào trong đi, ta đã lâu rồi không được tắm sông hơi. Kỳ thật tôi cũng muốn vào nghỉ một phen, nhưng lại muốn giữ mặt mũi cho Âm Dương Song Sát. Tên gia hỏa này nửa thân người là nam, nửa thân còn lại là nữ. Nếu như cởi quần áo ra và nhất lộ ra thân thể phía trước là nam, thân thể phía sau là nữ, vậy không phải là hù chết người ta hay sao? Đúng như dự đoán, Âm Dương Song Sát lạnh lùng lên tiếng, các người tự đi mà tắm đi, ta thì không được. Dứt lời, hắn ta trực tiếp quay đầu rời đi. Lần này đến chính là để điều tra nhà tắm hơi này, nhìn ra bên trong có chỗ nào khả nghi hay không, cho nên đi vào trong nhà tắm là tốt nhất. Ba người chúng tôi đi vào trong phòng tắm dành cho nam, thay quần áo rồi đi tiếp vào phòng sông hơi. Khi nhìn thấy thân mình của Đốt Tấn phủ kín hình xăm, tôi hơi ngạc nhiên. Con hàng này ngày thường nhìn như thi sinh yếu ớt, để khi bỏ quần áo ra thì lại nhìn như một lão Yakuza. Trên ngực, hai tay, trên hai đùi và sau lưng của hắn đều là những hoa văn, phù hiệu và văn tự kỳ lạ. Ngoài ra còn có tranh vẽ. Tôi xem qua, hầu hết đều là không hiểu gì. Thầy tôi cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể của hắn. Đốt Tấn cười hỏi, có phải người rất hiếu kỳ hay không? Tôi gật đầu, nhìn về hình xăm long giả đồ đẳng trên cơ thể của mình, rồi trả lời, hình xăm của ngươi rất là lạ lùng, khó hình dung được. Cá nhân của ta lại cảm thấy có chút kỳ quái. Đô Tấn đồng tình nói, đúng là có chút kỳ quái. Bất qua ngươi nhìn kỹ đi, hình xăm của ta không phải là một bộ mà là hai bộ. Hoặc nói cách khác, trên bộ thân thể của ta xăm hình xăm của hai người kìa. Hắn nói thật là dối rắm, tôi nghe chẳng hiểu gì. Bà Đào bên cạnh cũng ngơ ngơ ngác ngác. Ngược lại Đốt Tấn là chẳng tỏ vẻ gì cả, cơ thể nghiêng người dựa vào thành bể tắm hơi, nhắm mắt dưỡng thần. Hai bộ hình xăm trên người ta, bộ thứ hai trùng với bộ thứ nhất, để nếu người nhìn kỹ thì vẫn có thể phát hiện chúng tách riêng biệt ra. Bộ thứ nhất là hình xăm của ta, còn bộ thứ hai là hình xăm của anh trai ta. Chờ một lúc, hắn mới chậm rì rì giải thích. Tôi và Bát Đao đều không ngắt lời. Đô Tấn lại nói tiếp, trước khi anh ta chết đã truyền hình xăm này cho ta. Thực ra nó chính là một tầng giáp bảo vệ, khi bị tấn công có thể che chắn cho thân thể của ta. Chớ xem thường những hình thù quái dị đó, chúng so với sắt thép còn cứng rắn hơn nhiều. Tôi nói, ta tin người, hình xăm này khẳng định là một loại sức mạnh thần bí nào đó. Đô Tấn gật đầu, đúng vậy, không nghĩ tới người có thể hiểu được điểm này. Tôi lập tức cười, khống chế long xà đổ đằng bơi đến trên cái tay của mình. Đô Tấn được chứng kiến hình xăm di chuyển trên cơ thể của tôi, liền trợn mắt há mồm, kinh ngạc nói,
Người đây là... Hình xăm này của ta thực chất cũng chính là một loại vũ khí. Cụ thể phải giải thích như thế nào thì ta cũng không rõ lắm. Chẳng qua là ta ăn vào một thứ giống như cá trạch, vậy là nó xuất hiện. Đỗ Tấn liền vội vàng hỏi lại tôi: cá trạch ư? Có phải nó là thứ được đào lên từ mặt đất, hơn nữa còn rất nóng không? Tôi vừa nghe nói, ồ, có phải Đỗ Tấn biết Long Xà Đồ Đằng từ đâu mà đến không? Cho nên tôi vội vàng gật đầu trả lời hắn: đúng là như vậy, là một vật tương tự như cái ấm trà đào ra từ trong đất. Còn cá trạch này ở ngay trong ấm trà, không biết thứ đó đã bị chôn trong lòng đất bao nhiêu lâu. Bên trong không có nước, nhưng cá trạch cũng không chết. Đỗ Tấn vô tay một cái thật vang, nhìn chằm chằm vào Long Xà Đồ Đằng của tôi, thốt lên: ây da, đây là địa long trong truyền thuyết đấy, thế mà người có thể gặp được sao? Không trách tên của người lại đứng đầu võ thần bảng, vận may bậc này đúng là có thể ngồi vững ở cái ngai vàng đệ nhất đó. Khi nghe được hai chữ địa long, tôi có chút không hiểu hỏi: thứ gọi là dòng đất này là thứ gì? Đỗ Tấn nói: thời xưa có một chuyện về xứ sở thần tiên, người hẳn biết chứ. Tôi gật đầu. Đỗ Tấn lại tiếp tục: thiên tiên hay còn gọi là chân tiên, chỉ là một loài tồn tại trường sinh bất lão trong truyền thuyết. Ngoài ra còn có một loài tồn tại khác, họ không phải thần tiên, không sánh được với thần tiên, nhưng họ cũng không phải người thường. Bọn họ được gọi là địa tiên. Địa tiên thường thường được dùng để chỉ những đại nhân vật sống trong trần thế, có năng lực gần tựa như thần tiên mà lại không phải là thần tiên. Mà địa long ở đây cũng có ý tương tự, nó không phải là dòng thực sự, nơi cũng nắm giữ một số nhân tố nhất định giống như dòng vậy. Tôi càng nghe lại càng không hiểu, một mặt mơ hồ nhìn Đỗ Tấn. Đỗ Tấn suy nghĩ một chút giải thích thêm: đơn giản mà nói thì ngươi có thể lý giải là ngươi đã ăn vào một con rồng, nếu không phải là chân long thực sự trên bầu trời. Tôi xuyên chút nữa bị Đỗ Tấn chọc cho bật cười thành tiếng: một con rồng sao? Từ một con cá trạch này lại biến thành rồng. Bất quá trong đầu tôi ngay lập tức xảy qua một mảnh ký ức. Đầu của con cá trạch lúc đó đúng ra rất giống đầu rồng, nhưng nó rất nhỏ. Lúc đó đêm khuya, sắc trời quá tối, tôi không thể xác định rõ. Vậy địa long này có lợi ích gì không? Đỗ Tấn hỏi ngược lại tôi. Người đốt địa long vào người mà không có cảm giác thân thể của mình có biến hóa gì sao? Tôi đam thật không có. Đỗ Tấn vô chán. Địa long này là vật cực dương, có thể khắc chế tất cả các loại độc dược, kỳ băng, ám xương. Ây da, tôi gật gật đầu, không tiếp lời của Đỗ Tấn nữa, bởi vì ánh mắt của tôi đã bị bóng dáng của một người phụ nữ ở phía xa hấp dẫn. Cô nàng mặc bikini, phong tình vạn trùng, đang từ từ bước tới hồ nước nóng của chúng tôi.